Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 4 là Lan rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0386865005. Hôm nay thì em lên cả lũa, cả lan giá thể chia sẻ với quý cô chú anh chị giá cực kỳ là rẻ nha. Số điện thoại liên hệ là 0386865005. Em sẽ vào chi tiết từng đơn hàng một để cô chú anh chị mình lựa chọn cho dễ. Đơn số 1 là quế trắng tháng 8 em ghép lũa nha. Quế trắng tháng 8 ghép lũa. Đó, 100.000. Mã số 1. Mã số 2 cũng là quế trắng tháng 8 này. Quế trắng tháng 8. Cũng ghép lũa. Cục lũa rất là đẹp luôn. 100.000, mã số 2. Mã số 3 cũng là quế trắng tháng 8 luôn. Cũng là ghép lũa, rễ rất là nhiều nha, rễ ra rất là dài mấy cái cục quế. Rồi 100.000, mã số 3. Mã số 4, hai cái giỏ cẩm báo, hai cái bảng cẩm báo. Cẩm báo này là cẩm báo cây lớn này. Má cây lớn này. Đó, hai bảng cẩm báo. Dễ. Dễ tứ tủ luôn. Hai bảng cẩm báo 120.000. Mã số 4. Mã số 5. Hai bảng quả vàng cam, mã số 5. Có một cây đang nụ này. Đó, quả vàng cam tầm này thì đang nụ, đang bông. Đấy, hai bảng quả vàng cam. Cây này rất là đông con này. Rồi, 100.000, mã số 5. Mã số 6 cũng là hai bảng quả vàng cam. Mã số 6 cũng có một cái cây đang nụ này. Có một cây đang nụ chuẩn bị nở này. Dễ bám rất là khỏe rồi. 100.000. Mã số 6 này, hai bảng quả vàng cam. Mã số 7 của em là hai bảng sóc này. Hai bảng sóc nha, dễ ra rất là dài rồi. Hai bảng sóc chỉ cần sang năm thôi là nó đẹp. Rồi 100.000 cho hai bảng sóc. Mã số 7. Mã số 8 là 5 chậu Hải Vân Nam đang có nụ nha các bác. 5 chậu Hải Vân Nam. Chậu nào thì nó cũng đang nụ. Hải Vân Nam em trồng bằng vỏ lạc hun. Vỏ lạc hun thì 20.000 một ký. Hải Vân Nam 5 chậu. Mã số 8 là 200.000. Mã số 8 Hải Vân Nam 5 chậu 200.000. Mã số 9 3 chậu. Combo 3 chậu, 2 chậu kim điệp xuân, 1 chậu kiều cam. 100.000. Mã số 9. Mã số 10, 2 chậu rất là đẹp này. Vàng phi hạc. 1 chậu vàng phi hạc và 1 chậu kiều cam. Đó, 2 chậu. 1 chậu vàng phi hạc, 1 chậu kiều cam nha, 100.000. Mã số 10. Mã 11. Em có 4 chậu Hải Vân Nam đang nụ này. Nụ này. 4 chậu nha, 4 chậu đều đang có nụ hết. Rồi đây này, chậu bên này cũng nụ luôn này. Đó, 4 chậu Hải Vân Nam đang nụ nha. Và 2 chậu Hải Về Nữ. Đó, tổng tất cả 6 chậu 200.000 này. Mã 11. Mã 12. 3 chậu tổ quạ xanh mướt luôn, chậu to luôn. 100.000 mã 12. Mã 13, một chậu đùi gà tròn, cực kỳ là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Nụ mầm lên rất là nhiều. Mầm lên cực nhiều luôn. Rồi, 100.000, mã 13. Tiếp theo mã 14 này. Mã 14 một cái bảng tam bảo sắc. Lớn, nhiều thân luôn. Đó, một bảng tam bảo sắc 120.000, mã 14. Mã 15. Một bảng chồn. Một bảng chồn 3 cây. Một bảng tam bảo sắc. 100.000, mã 15. Mã 16 em có hai cây nhạn. Hoàng nhạn tháng 4. Lên rất là đẹp luôn này, hoàng nhạn tháng 4. Hai cây. 120.000, mã 16. Mã 17. Một chậu kiều cam mã 17 rất là đẹp này, kiều cam mã 17. 100.000, mã 17. Mã 18, một cái máng. Một cái máng rất là đẹp luôn. Một cái máng mã 18 đang rộng được tầm 40 và dài tầm 65. Mã 18 200.000, mã 18 200.000 bao cước. Mã 19 đây cũng là một cái máng. Cái này thích hợp để các bác trồng sen đá cái kiểu này. Nó đẹp chưa? Đấy, nó xoắn xoắn rất là đẹp nha. Mã này là mã 19. 200.000 luôn, mã 19. Mã 20 cũng là một cái máng luôn. Cái máng này khá là dài. Nó này khá là dài nha. Đó, mình có thể cắt cái đầu kia đi. Đây. Máng này phải tầm 1 mét.
cắt cái đoạn đuôi đi, cắt cái đoạn đuôi thì cũng gần tầm 1 mét luôn, rộng tầm 40. Cái máng này 220 ngàn, máng 20 21 là một cục căm xe. Cục này mình có thể cưa mấy cái chân ở bên dưới bằng cho bằng, để bên trên này mình làm một cái máng này, bên trên này mình có thể làm một cái máng này đó, hoặc là mình có thể dựng lên nha, dựng lên để ghép, dựng lên để ghép. Mấy cái chân dưới thì cũng rất là đẹp luôn. Cái này 250 ngàn cho mã 21 nha, 250 ngàn. 22, đây là em cũng có một cái máng, nhưng mà máng này là em thiết kế cắt hai cái đầu và bịt hai cái đầu lại bên dưới, có hai cái chân này đó. Mình trồng sen đá hay trồng kiếm, trồng hài đều rất là đẹp nha. Mã 22 150 ngàn này. Mã 23 cũng như 22 150 ngàn. Em có làm lỗ thông ở bên dưới rồi này. Đó, nó dài tầm 40, rộng tầm 30. Rồi, mã 24 5 cục lỗ để mình về mình treo. Ở đây có 3 cục này là sẵn mắc rồi này, 3 cục này sẵn mắc rồi này. Đó, 2 cục kia chưa có mắc, về các bác thiết kế hoặc là bỏ chậu cũng được. 100 ngàn, mã 24. Mã 25, mã 25 này thì 6 cục lỗ, em chưa có bỏ mắc. 6 cục lũa này có 100 ngàn cho mã 25. Giá thể trồng lan thì nhà em có than căm xe các bác nha. Than căm xe em bán 15 ngàn cho 1 ký. Mua 10 ký em bao cước. Than này thì rất là chắc chắn luôn, về mình trồng thì bao chắc này. Rồi 15 ngàn cho 1 ký than căm xe, 10 ký bao cước. Tiếp theo là phân dê này, phân dê ép viên nén tan chậm này. À, 1 ký đóng túi như vậy là 35 ngàn, tương đương với 16 bịch, 17 bịch. 35 ngàn mua 5 ký tặng 1 ký bao cước, 35 ngàn cho 1 ký. Còn cái loại rời đây, loại rời là 30 ngàn cho 1 ký nha. 30 ngàn cho 1 ký, cũng là mua 5 tặng 1 bao cước luôn. Rêu nha. Rêu em để ở ngoài mấy con chó con nó cắn, nó cắn rách cái bao luôn. Rêu em bán một bịch như vậy là 30 ngàn cho một bịch nhé. 30 ngàn cho một bịch, vỏ đậu 20 ngàn cho một ký. Rồi, ok, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.